còn em bé mắc kẹt bên trong. Mãi anh có sao không? Xước xát nhẹ thôi, đứa bé an toàn là quan trọng nhất. Nhiều lúc em thấy rất tự hào về anh. Thôi thôi, nói nữa anh phổng mũi mất. Sinh nhật em, anh nhất định sẽ mặc lên người em chiếc váy đó. Hứa nha. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Không. Là sinh nhật em đó. Thì sao? Anh đang bận. Ai gọi vậy anh yêu? Anh có người khác rồi phải không? Chia tay đi. Sao cậu lại nhẫn tâm với cô ấy như vậy? Còn ai không? Huy từ thân. Đó là cách tốt nhất để cô ấy không phải khổ về một người tàn phế như tôi.